When you say you want me, is it all of me or just some pieces? Anh đã có làm đi làm lại những việc giống nhau. Anh cảm thấy gò bó lắm. Anh nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa rồi. Thật sao anh cứ muốn đi chỗ khác không? Thế đây cũng ok mà. Nhưng mà ngày nào cũng làm đi, làm lại tất cả mọi thứ cũng chán đấy. Thế cũng được. Thế thôi, sao đi chỗ khác nhá. Em không quan tâm đến anh, em không bao giờ dành thời gian cho anh, mà em cũng chả cố gắng gì vì mối quan hệ này cả.
Bây giờ em bắt đầu đi đây. Em xin lỗi em đến muộn. Hôm nay anh đấu như nào? Thiếu mỗi em nữa là hoàn hảo. Đi ăn không? Vậy đi. Every moment we're together. It's a moment I remember. I'll take the good, the bad, the better, and the smell of your favorite sweater. These are moments I remember. Anh làm gì em đến mà anh không biết? Từ từ từ, để anh chơi nốt, nốt. Anh làm gì em đến mà anh không biết? Vì em đến muộn nên anh nhắn tin cho con khác rồi. Xin em không? Không, em là xinh nhất đời anh rồi. Nhưng mà sao lại hay đến muộn thế? Kiểu... Anh bận lắm, anh không có thời gian để cho em đâu. Chia tay đi. Em cũng hơi bận một tí, nhưng mà không sao đâu. Chắc không? Dạ. Mình vào trong đi. Tớ đúng á? Ừ. Ngọc Trang, anh thích em lắm đấy. Sao như anh lại nói thế? Bởi vì em đưa anh đi rất là nhiều nơi và lần nào đi với em, anh cũng có những trải nghiệm mới. Em còn rất dành thời gian cho anh nữa. Thêm là em còn một cô gái rất biết tự lo cho bản thân mình. Em nghĩ là anh không thích em đâu. Anh chỉ thích cái mặt nạ mà em cố gắng đeo lên thôi. Mà em chỉ có thể được yêu và thực sự yêu khi em là chính em. Mạnh Đức à, mình chia tay đi. Knowing this is all built on lies. No chance we're gonna make it. But baby, can we fake it? 'Cause even though I know you're not the one,
This has really been a lot of fun. This is so unrighteous. This is so not like us. This is so, this is so, this is so unrighteous.